Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Trung Trinh dự hội nghị. Theo quyết định được công bố tại hội nghị, Ban Bí thư quyết định chuẩn y hai đồng chí tham gia Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2015 gồm đồng chí Trần Phước Sơn, thành ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và đồng chí Trần Thắng Lợi, thành ủy viên, bí thư quận ủy Hải Châu. Như vậy, hiện nay ban thư vụ thành ủy Đà Nẵng gồm 15 đồng chí. Phát biểu tại hội nghị, bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chúc mừng hai đồng chí Trần Phước Sơn và Trần Thắng Lợi được tín nhiệm giao trọng trách mới và nhấn mạnh đây cũng là niềm vui chung của đảng bộ thành phố. Bí thư thành ủy tin tưởng và đề nghị hai đồng chí xác định trách nhiệm, phát huy năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện đúng các nguyên tắc sinh hoạt, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, cùng tập thể Ban Thường vụ thảo luận quyết định những vấn đề quan trọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22. Hai đồng chí được giao nhiệm vụ mới, bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm, đồng thời xác định đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn nên sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.